That's good. That's good. Is it good? That's first good. To many. Yes. No, it was. Can I take my mask off? Oh yeah, for the picture, absolutely. Hey, yeah. I'm trying to get his little face. They look like little birds. They're cute. Yes, cute little birds. They're like. Mom. That's perfect. Thank you. They're so cute. Bạn ơi, bây giờ đi về phòng ha. Rồi bây giờ đi về các bạn ha, về phòng nghỉ ngơi. Ok, bây giờ về phòng rồi các bạn ơi. Harry, Louis. Bây giờ xong rồi mình sẽ tháo cái này ra các bạn ha. Họ đã cho mình đeo mấy cái vòng tay. Put this on his toes since he can't feel your feet. And you need both hands. Yes, she does. Xong bây giờ cái này dục rồi. Louis của bé ơi, Louis của bé à, Louis của bé ơi, sao con, ôi Louis ơi, sao con, nghe nghe tiếng cha mất mắt rồi, Louis ơi, Louis, cha kia, cha kia, hai cha, hai Louis, Louis, nghe tiếng cha. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này nha. Thì bây giờ vợ của mình đã sinh xong rồi các bạn, thì bây giờ đang chuẩn bị. Nghỉ ngơi, chuẩn bị hồi sức và họ đưa lên phòng khác. Cái phòng này là đây phòng hồi sức thôi. Thì sau khi khỏe xong rồi họ sẽ chuyển lên cái phòng khác các bạn ha. Rồi họ sẽ cho nằm đó tầm 2 ngày rồi họ đi về. Thì ở đây thì họ có cho mình cái điện thoại. Cái điện thoại này mình có thể gọi đồ ăn các bạn. Thì mình scan bây giờ thì nó sẽ có một cái menu rồi cho mình order đồ ăn. Thì giống như lần trước mình gọi mình được ăn một món chính nè, một món tráng miệng, một ly nước và một trái cây. Thì mình đã gọi rồi, lát nữa họ đem lên rồi mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp ha. Cô y tá thì cô đem cho hai bình nước lạnh. Với lại lon nước ngọt. Mạnh. Ok các bạn ơi, bây giờ họ đã đem hai phần này, một phần cho mình, một phần cho vợ mình. Thì tất cả hoàn toàn miễn phí các bạn ha. Họ có ghi tên sẵn nè, thấy không? Những gì mình muốn họ ghi sẵn cho mình. Đó. Ở bên Mỹ sướng đi đẻ có đồ ăn các bạn. Đi đẻ mà được ăn miễn phí à. This top drawer has diapers and wipes. First time bath supplies. Nice. Oh, I did Mỹ để chăm sóc tốt bạn. Some ointment for their bottom if you need it. This is just a pillowcase, so if anything gets on here, we have extra pillowcases, burp cloths, baby blankets. This is another one of those little t-shirts I have put on Louis.
awesome. So that one we can keep it, right? Yeah, it's yours to take. Yeah, exactly. Nice. And then before bây giờ họ đẩy hai cái này là cái gọi là bassinet các bạn, giống như cái nôi của em bé đó. Thì ở đây họ cho mình tả nè. Các bạn thấy ở Mỹ sướng không? Họ đẩy hai cái này vô, họ đẩy hai cái này vô ha. Mỗi đứa bé một cái các bạn, còn cái bên kia đó là để dành giống như là tụi nó chích thuốc hay là chích gì đó, nếu mà lạnh quá thì nó sưởi ấm. Ở đây nó có tả cho các bạn ha, cái này mình được xài, còn mình lấy về tặng cho mình cái áo bạn. Cái áo này là cái áo blue các bạn, đây là cái đội banh nổi tiếng ở bên tiểu bang Missouri của mình các bạn ha, nó giống như là đội chủ nhà vậy đó, không ở bên đây, ở bên tiểu bang mình rất là nổi tiếng cái đội này. Họ còn cho mình lấy cái này các bạn, mấy cái ống này là mình được xài á, mình được đem về nha. Thank you. Cái này là cái này là xà bông tắm các bạn, xà bông tắm. Họ còn cho em bé thêm cái nón nữa các bạn. Rồi họ còn cho cái bịch, các bạn thấy không? Ông Mỹ sướng các bạn, cho cái tả nữa. 31 cái các bạn. Cái này là một đứa thôi nha các bạn. Bên đây còn đứa nữa nè. Hai đứa. Được hai cái áo các bạn. Hai cái áo, lát nữa mình mặc. Big baby. Cho cái lượng các bạn ơi. Lượng em bé. Cái mấy cái này mình có thể lấy về các bạn ha. Chiếc xe thì mình không được lấy về thôi nha các bạn nha. Ở dưới đây cũng có rất là nhiều luôn. Đây mình hiện tại thì mình đang nằm ở đây. Lát nữa họ sẽ đem mình lên tầng số 4 bạn. Cái tầng này là tầng số 2. Cái tầng này là sau khi mình đẻ xong họ để mình ở đây để mà bác sĩ theo dõi, để coi mình có bị cái gì không thì họ đẩy vô cái phòng mà mổ. Tại phòng mổ kế bên nó sẽ lẹ hơn. Ví dụ như mà mình đang giống như mình bị đau hay mình bị gì á mà họ cần á, họ có thể đẩy mình vô trong đó nó lẹ hơn các bạn. Nhưng mà nếu mà sau 2-3 tiếng mà mình ổn luôn á thì họ sẽ đẩy mình lên trên kia để mình tịnh dưỡng các bạn ha. Thì bây giờ cái phòng này không phải là phòng tịnh dưỡng, cái phòng này là phòng mà sau khi đẻ xong thôi. Có lát nữa thì nếu mà mình không có bị cái gì đau nhức hay là gì đó thì mình sẽ lên tầng số 4 các bạn ha. Thì hai cái dòng này là cái dòng tai để mỗi khi mà họ scan cái em bé đó, họ scan cái này vô các bạn ha. Đó. Rồi. Thì các bạn thấy ở Mỹ sướng không? Không. Tất cả đều được bảo hiểm trả hết các bạn, mình chỉ cần đóng bảo hiểm mỗi ngày thôi. Đó. Quá sướng các bạn. Mỗi một ngày mình ở đây á, mình được ăn một phần miễn phí các bạn nhé. Còn mình muốn ăn thêm thì mình trả có $5, quá rẻ các bạn. Mình muốn ăn thêm cũng được, họ tính $5, quá rẻ. Sáng một bữa, trưa một bữa, sáng một bữa, trưa một bữa, chút nữa tối họ cho mình ăn tối nữa, có nghĩa là sáng, trưa, chiều. Sướng quá các bạn. Chết ơi. Chết ơi, em nè. Em á, vợ em. Vợ em. Hôn em cái. Bye bye em đi. Hôn em. Chắc hôn em đi. Bây giờ. Rồi chắc hôn em cái đi. Hôn em. Chắc ôm em đi. Ông ngoại vô đi, ông ngoại. Ông ngoại vô luôn đi. Rồi, chắc. Đây là ông ngoại cho này. Rồi. Đó, mỗi người một người khỏi dành. Chắc. Hôn em đi. Hôn em. Gà. Hôn em cái đi. Ông chủ à. Chắc ơi. Hôn em cái đi. Mềm quá hả? Nè, bồng em đi chơi nè. Mới mốt bồng em nè. Bồng em. Còn kìa luôn kìa. Đứa nữa kìa. Chắc ơi, lại đây ba bầm nè. Rồi. Rồi, chắc ơi. Em nè, chắc lại đi gọi em nè. Gọi em.
Gọi em cái đi, gọi em cái đi, gọi em cái đi. Dạ, gọi em nha. Gọi em nè. Gọi lại. Gọi lại. Giỏi quá. Giỏi quá. Gọi lại nữa. Rồi bên đây nè, bên đây nữa, giơ tay. Bên đây nữa. Gọi cái đi. Gọi bên đây nè. Không đi. Không đi. Giỏi quá, giơ tay. Cổng em nè. Cổng em. Bông em. Ẩm luôn. Ừ, giỏi quá, giơ tay. Kì quá nổi kìa, nè. Ê, coi nè. Ông em đây nè. Kìa, ông em nè. Ấm kìa. Ông em bà kìa. Giỡn tay. À, bây giờ thì y tá sẽ dẫn lên phòng các bạn ha. Chắc nè, chắc không em nói gì không? Chắc gặp em vui không? Chắc gặp em không? Hi. Bây giờ mình sẽ đẩy chiếc xe này lên, ba sẽ đẩy em bé, mấy giờ đẩy em bé, bà nội ấm. Ok, giờ mình sẽ đi các bạn ha. Đi, có quên gì không? À, mấy người y tá sẽ đẩy vợ mình sẽ đẩy. Thank you. Ba vợ với ba ruột sẽ đẩy hai cháu nội, cháu ngoại. Bye. Okay. Rồi bây giờ. Bây giờ cô y tá sẽ đẩy vợ mình sẽ đi theo. Bây giờ chắc. Rồi đi bé đi trước đi. Đi theo y tá đi ha. Bye bye chắc nha. Không chú quên chúng em lên sao. Bây giờ thì lên phòng rồi các bạn ơi, cái phòng này thì nhỏ hơn cái phòng kia ha. Cậu chủ kìa. Rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì họ đã đem mình lên tầng số 4 rồi các bạn. Thì tầng số 4 thì nó cao lắm các bạn, mình có thể nhìn xuống dưới được luôn. Chỗ dưới là chỗ mình đậu xe nè, thấy không? À, cái chiếc xe là xe của mình, thấy không? Cái chiếc xe là mình này nè. Mình đậu đó xong mình đi vô đây xong mình lên tầng số 4 đó. Nhân viên họ đi làm về các bạn, họ mới thay ca thì hồi sáng là người khác, bây giờ là người khác các bạn ha. Hai đứa con nằm đây, lần trước mình chỉ có một đứa thôi, lần này mình có hai đứa luôn các bạn ơi. Đứa này là Harry, đây là Louis. Harry và Louis các bạn ha. À các bạn biết không, bây giờ là 7 giờ nữa các bạn. Thì giống như mình đã nói với các bạn là bữa ăn sáng thì họ cho mình ăn sáng, ăn trưa với lại ăn tối. Thì bây giờ họ đang làm bữa ăn tối cho mình. Thì mình đang đợi họ đem lên các bạn ha. Họ đang lên nấu. Thì mình dùng cái điện thoại này nè. Cái mình gọi cho họ. Các bạn thấy không? Cái này điện thoại dùng ở trong bệnh viện các bạn. Đúng không? Đó, mình bấm cái mình gọi thì căng tin họ sẽ làm cho mình tất cả hoàn toàn miễn phí các bạn, nó đã tính vô trong bảo hiểm hết rồi ha. Đó. Bây giờ thì mình đợi nó lên nhưng mà mình cũng phải mua thêm french fry ăn kèm, tại vì tối nay mình ở đây nguyên đêm thì mình buồn á, mình có cái này mình nhai ha. Ở mình đi để xuống bạn. Ok các bạn ơi, họ đã bưng lên cái phần ăn của mình rồi nè. Để mình quay cho các bạn coi ha. Thì cái phần ăn của mình bao gồm là steak. Steak với lại macaroni and cheese. Rồi salad
salad thì họ cho mình bịch ranch, mình sẽ xé cái này ra. Đây mình quay cho các bạn coi ha. Đi trẻ mà được ăn ngon quá các bạn. Ok các bạn ơi, thì họ đem lên cho mình một phần ăn. Cái phần ăn này là cái phần ăn tối các bạn, dinner các bạn nhé. Ngày mai mình còn ở đây một ngày thì mình được ăn sáng một phần, ăn trưa một phần và ăn tối một phần. Cái đó là của mình, còn của bệnh nhân một phần riêng nữa, hoàn toàn miễn phí. Bây giờ mình khui cái lon Pepsi đi các bạn ha. Trời, các bạn nhìn nè, họ tỉ mỉ các bạn, in ra quá đơn rồi, mặc dù nó không tốn tiền các bạn. Bỏ nước ngọt vô đây, giờ mình nó mới đẻ cho nên nó không có nước ngọt đâu ha, mình uống. Cái này là salad thì để cho vợ mình ăn cái này. Mình thích ăn salad. Ăn trước đi, em bán mày. Ăn kèm salad đi. Thì mình thì ăn cái steak này. Mình ăn cái steak này. Steak với lại macaroni and cheese với lại táo các bạn. Táo. Mình thích ăn cái macaroni and cheese này. Gravy. Đi đẻ bên Mỹ mà ăn sẽ sướng nè. Nhìn nè. Cái bò làm bao em? Ăn biết không? Em để bỏ mình bò. Ừ. Nó mong bò. Mình ăn luôn. Bảy giờ 15. Mình phải theo dõi cái lượng sữa con mình uống vô bạn. Tại vì các bạn biết mà mấy đứa đất mới đẻ mình phải theo dõi cái lượng sữa nó mọi ngủ được nhiều thì mình phải ghi cho y tá. Đây, mẹ đây. Hồi sáng thì mình ăn gà thức kỳ hun khói với lại gravy and mashed potato. Bữa tối thì mình ăn bò roast beef, smoked roast beef, thịt bò hun khói với lại gravy and nui cheese, macaroni and cheese. Còn hồi sáng vợ mình thì đang ăn cá tilapia là cái cà phê các bạn. Nhưng mà hồi sáng mình đem cà phê lên á thì cà phê nó hơi tanh các bạn, cho nên ngày mai mình sẽ không ăn cà phê, mình sẽ chọn cái món nào khác để mình cá ăn. Salmon cũng được. Tại hồi sáng á, khi mà nó đem cà phê lên á nên mình thấy cái mùi tanh các bạn, cái mùi tanh. Em ăn không thấy tanh. Dạ, hồi sáng nó đem lên. Đó. Nhưng mà hơi cậy
miễn phí mà chơi được. Ở bên Việt Nam đi, ở bên Việt Nam mà đi đi đẻ là bị đợt kịp em. Các bạn thấy bên Mỹ không? Đi đẻ có dòng scan đàng hoàng, không sợ lộ bệnh nhân, lộ con. Lộn bệnh nhân các bạn biết, nhiều khi có nhiều người họ trùng tên, họ trùng tên trùng họ luôn á, xong rồi họ họ đưa lộn thuốc các bạn. Sướng quá. Bây giờ mình vừa ngồi đây coi hai đứa con của mình xong rồi vừa ăn. Con mình đi vô càng nó thích chờ, nó thích chờ hai đứa em của nó, nó không có ghen tị với hai đứa em của nó cũng vui. Lại là cứ sợ. Nó còn hơi lạ. Đi ngủ giấc ra, buồn quá. Thức từ lúc 4 giờ vậy. Ở bên đây thì mình có cái giường thì mình sẽ ngủ ở đây các bạn.